Rồi, xin chào tất cả anh em, mình là Nguyễn Xuân Hiền nhá. Đây mình quay anh em xem qua cái bối cảnh của nhà mình nhá. Đấy. Nếu mà anh em nào mà theo dõi bên mình lâu rồi thì anh em nhìn qua cái nhà này, cái cả các cái chỗ mà để những cái mình chụp ảnh kia đấy thì anh em nhìn anh em biết. Đấy. Thế thôi, không nói nhiều nữa, hôm nay mình sẽ cho anh em xem một cái trường hợp điển hình về những cái người mà người ta bị lừa. Đấy nha anh em nhá. Những cái người người ta bị lừa, người ta không ngờ người ta mua hàng của mình. Đã từng bị lừa, không ngờ người ta mua hàng của mình. Đấy. Đây, mình đã có rất nhiều lần vừa có người này, vừa có người báo mình nhá, em nhận hàng được rồi nhá. Đây, lúc 3 giờ 45 phút. Đấy, chắc chắn là đẹp lắm. Đấy. Đấy đấy đấy, anh em thấy chưa? Đấy, ăn nhau nó ở cái chỗ này này. Đố ông nào mà quay video mà được như này đấy. Đấy. Thì quên. Sorry anh em, quay trở về đây. Đây. Không nói nhiều nữa nhá. Đây này. Đây là một cái trường hợp điển hình những cái người mà bị lừa đảo rồi. Họ không bao giờ họ mua hàng của mình nữa. Đấy, mình nói này. Mình nói cả anh em này. Đây là một cái trường hợp được người khác giới thiệu nhá, được người khác giới thiệu qua bên mình mua hàng nhá. Tại vì cái người mà người ta giới thiệu ấy, họ đã mua được hàng của mình rồi đây. Đúng không? Anh em nhìn thấy cái ống nước chưa? Đấy, anh em nhìn thấy ống nước chưa? Còn hàng đây là cái combo. Đây là cái combo mà 1.450.000, bao gồm là một cây quắm này, một cây cá sống ngắn này, một cây gậy này, một cây 928 và một cái bình chỉ. Đấy, im nói anh em này. Hàng của tôi đây đúng không? Anh em thấy đúng không? Chuẩn chưa? Có đúng đóng ống nước không? Đúng không? Đúng rồi nhá. Đấy. Thì người này họ đặt một cái một bộ gỗ nha anh em nhá, thì là giá là 3 triệu. Đấy, thì mình bắt người ta là cọc 500.000. Đấy, bắt người ta cọc 500.000. Ôi, cái này thì cũng không có gì mà phải để ấy cả. Còn đây này, anh em nhìn này, em được một ông anh giới thiệu rồi. Đấy, tôi đã hỏi bác tìm hiểu kỹ về bên em chưa. Đấy, em là một ông anh giới thiệu rồi. Đấy, đây thôi, sang trang. Đây, xem. Đây, tôi có bảo là hàng về không được kiểm. Đấy, chuyển khoản hết, em tặng một gợi ba khúc. Thì những cái như này, tại sao mình nhẹ phí mà người ta rằng là chuyển khoản hết? Tại vì đấy, là người ta được người quen giới thiệu, người quen đã mua được hàng của mình rồi, giới thiệu qua cho người ta, đúng không? Đấy, thì mình mới gạ cho anh em là mình mới gạ cái ông này, ông chuyển khoản hết cho mình đấy. Mà ông có bảo là không được kiểm thì sợ họ bị lừa lắm nha. Đấy, thế mình mới bảo thế thôi bác, ok. Ừ, ok. Đây thì bây giờ sang trang này mới gọi là vui này. Mình đã nói cả anh em như thế nào, mình đã nói với cả anh em như thế nào. Anh em nhìn này, con mẹ nó mua 3 cái dao được 3 cây này. Mình đã nói cả anh em như nào. Khi anh em đến chỗ tôi, anh em hỏi mua hàng nha. Khi anh em đến chỗ tôi, anh em hỏi mua hàng, có phải cọc không anh? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Là những cái người lại hỏi ra câu đấy đấy, thì trước đấy đấy, người ta đã bị lừa cọc rất là nhiều rồi. Đấy, người ta đến với mình là người ta luôn luôn người ta sợ lừa cọc, và khi mình bảo là cọc ấy thì họ sẽ không bờ họ mua. Kể cả mình quay cho họ nguyên cái kho hàng của mình, nhưng mà không bờ người ta cọc của mình ấy nổi 50.000. Đấy, mình nói thẳng anh em như vậy. Đấy, còn những cái người đấy thì mà người ta sợ mình ấy không cho kiểm hàng, bắt đầu là hàng về không đúng ấy, thì trước đấy ấy, họ bị lừa rất là nhiều rồi. Anh em hiểu không? Thì trước đấy họ đã từng bị lừa đảo gửi hàng về như này. Đấy. Nha anh em nhá. Đấy, mình nói ở đây lại nói là có sách mách có chứng nhá, không phải nói mõm.
đây mọi người cẩn thận shop này đấy. Thì mình nói thẳng anh em này, đối với những anh em Lào, đối với những anh em Lào mà theo dõi mình trên cái Facebook ấy, đấy thì mình đã báo cả anh em rất nhiều lần rồi, là cái bọn này này, cái bọn quẹo store này mình đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, là anh em đừng có mua hàng của bọn này. Mẹ kiếm nào mà 300.000, kiếm nào 300.000 cây làm gì có ra đấy, đúng không ạ? Bảo anh em rất nhiều lần rồi. Nhưng mà trên cái YouTube đấy thì nói thẳng anh em ra là mình cũng chưa làm cái video về cái bọn này. Thì tới đây thôi mình sẽ làm video, mình sẽ gom lại những cái chỗ mà lừa đảo mà chạy quảng cáo ấy. Đấy, mình sẽ lên mình làm một cái video anh em riêng. Đấy, thôi không nói cái này nữa. Đấy. Anh em có một cái anh em rất là ích kỷ. Mình nói thẳng anh em luôn, rất là ích kỷ. Khi những cái thằng nó chạy quảng cáo ấy, chúng nó không có hàng hóa. Chúng nó chỉ đăng lên một vài cái ảnh lên, chúng nó chạy quảng cáo. Nhưng cái bọn đấy bán được rất nhiều hàng. Chúng nó lừa được rất nhiều người. Và anh em lại sẵn sàng, anh em khi anh em nhìn thấy cái bài viết của chúng nó, anh em sẵn sàng anh em mua của chúng nó, anh em không nghĩ ngợi một cái gì cả. Không nghĩ ngợi bất kỳ một cái gì về lừa hay là cái gì cả. Đấy, còn khi anh em đến với cả tôi ấy, khi anh em đến tôi 10 người, 9 người hỏi có phải cọc không mà có được kiểm không? Là như này. Cái nữa như này. Khi anh em đến với tôi sẵn sàng tôi quay anh em cả kho hàng, nhưng mà không mờ anh em cọc của tôi được lấy 50.000. Đây tôi xin lỗi nhá. Đây tôi cắt một cái là như này này. Ở miền Bắc ấy không cọc cho kiểm, không nói làm gì rồi, đúng không? Thì tất nhiên là không cọc cho kiểm thì chả phải nói cái gì rồi. Còn ở trong Nam, tôi sẵn sàng tôi quay anh em nguyên một cái kho hàng, rất nhiều hàng, hàng vài trăm triệu. Tôi nói rằng anh em vài trăm triệu luôn. Anh em cứ thử nghĩ xem, mỗi một cái hộp này của tôi là đã 2-3 triệu rồi. Đấy, chưa kể có những cái hộp nó lên đến hơn 4 triệu nữa. Nhưng mà không mờ anh em cọc cho tôi được lấy 1.000. Thế mới buồn cười. Đây, hàng của tôi nhá, tôi nói anh em này, hàng của tôi này có tên, đúng không ạ? Có tên, có số điện thoại, đúng không? Zalo thì chính chủ rồi. Số điện thoại tôi làm hơn 3 năm nay rồi. Dùng đúng số điện thoại này, không mờ đổi bất kỳ một số điện thoại nào khác. Đây, hàng hóa có, đúng không ạ? Tại sao anh em không mua của tôi? Hả? Nhiều anh em nhá, nhiều anh em lại cứ nghĩ rằng là anh em khôn, không cho kiểm mày lừa của bố mẹ, đụ con đĩ mẹ mày, chửi lung lung beng cả lên. Ok, anh em cứ nghĩ anh em khôn. Thật ra tôi nói là những cái người đấy ấy, người ta chả biết cái gì cả. Tôi nói thẳng anh em luôn, người ta chả biết một cái gì. Vì sao tôi bảo thế? Vì trước đấy họ đã bị lừa rồi, đúng không anh em? Trước đấy họ đã bị lừa rồi. Họ cay cú. Họ không chửi được bọn kia. Tại vì sao ạ? Bọn kia nó ấn một cái thao tác chặn, thế là xong. Anh em chửi sao được. Nhưng mà lại cay cú sang những cái người bán hàng như tôi, những cái người bán hàng thật như tôi. Đấy, anh em cay cú. Đấy, em cứ lôi bố lôi mẹ tôi ra chửi chả hiểu như nào nữa. Rất là ấu trĩ, đúng không? Chúng ta lại là những người thanh liêm. Chúng ta là những người thanh liêm, những cái thằng đàn ông đầu óc khỏe mạnh, đúng không? Không bị khuyết tật lão hay cái gì cả. Thế tại sao ạ? Tại sao không nhìn vào đây, hàng hóa đây? Tại sao anh em không đặt một cái câu hỏi như này? Thay vì nói cái câu là đụ mẹ mày lừa tao, thế tại sao không nói một cái câu như này? Đụ mẹ cái thằng này, tại sao mà nó nhập bằng này hàng về, chẳng lẽ nó lại đi lừa mình 50-100 à? Hay nó lại đi hay nó lại gửi hàng lung tung cho mình à? Thế tại sao anh em không đụ mẹ cái quả như vậy? Đúng không ạ? Đúng không? Thế tại sao anh em lại không là đụ mẹ nó, bây giờ nó nhập hàng như này về, nó nhập hàng trăm triệu tiền hàng về. Địp mạng bờ nó mà đi lừa 50 thì bao giờ nó mới lừa được
bao giờ nó mới lừa được một cây nhỉ? Một cây kiếm nhỉ? Bờ ví dụ mà bụng mẹ nó bờ nó phải lừa khoảng cây này mình đang bán là 1.250.000 đấy. Bụng mẹ nó bờ nó phải lừa được tận 25 người thì nó mới đủ tiền một cái cây này. Tại sao anh em lại không đụng mẹ những cái quả đấy? Và anh em toàn đụng mẹ mày lừa đảo thế nọ kia. Anh em đã mổ mình đâu? Đã lừa anh em nhìn nào chưa? Chưa đúng không ạ? Anh em phải tỉnh táo. Mình nói này, anh em mua bán những cái hàng này anh em phải tỉnh táo. Không tỉnh táo là anh em chết ngay. Tại vì sao ạ? Vì ngày xưa mình đã bị lừa rồi. Nói thẳng anh em luôn, ngày xưa mình đã bị lừa một lần rồi và từ khi đấy trở đi ấy, mình chuyển hẳn mình sang bán cái hàng này luôn. Mình ủ trong vòng cỡ khoảng ngày mình không có tiền, nói thẳng anh em không có tiền. Mình cứ đi làm thuê tầm bộ khoảng mấy tháng, tầm khoảng 3 tháng sau mình tích được khoảng mười mấy triệu, mình đi nhập hàng rồi mình về mình bán. Ngày xưa mình mua một cái đèn pin 1101 nhưng mà nó gửi mình một cái đèn pin thường không chích điện được. Bắt đầu mình ngẫm bọn này nó lừa đảo như thế này, nó kiếm bao nhiêu tiền, thế tại sao mình không bán thật? Đấy, tại sao mình không bán thật nhỉ? Đấy, bắt đầu mình cứ gom, mình cứ đi làm thuê người ta được mấy triệu ấy, bắt đầu là cóc là mình đi mình bán cái hàng này. Đấy, mình đi nhập hàng chứ mẹ, mình nhập hàng nhá, mình theo dõi, mình lên Lạng Sơn nhưng mà không mấy được, không kiếm được mối ở đấy. Bắt đầu là mình mua của một cái nhà đấy ở trên mạng nó bán. Mẹ ngày đéo là hàng hóa nói thật anh em nha, nó để ngập nhà luôn. Tất anh em, hàng hóa nó nhiều kinh khủng luôn. Nó bán xỉ. Một cái mẫu đèn pin của nó có hàng trăm cây, vài trăm cây nó để nhà nó gậy ba khúc nhá. Nói thẳng anh em, nó xếp mẹ mày la liệt luôn, nó phát trực tiếp lên. Nói thật anh em, để nó cũng có tên, có số điện thoại này. Đấy, kiếm đào thì thôi. Đào của nhà nó có khi này tính là 1.000 cây mất. Nhiều quá mày nhỉ. Nhiều. Đấy. Thế bắt đầu mình tin tưởng. Nó yêu cầu là đặt cái đơn hàng 10 triệu trở lên nó mới bán. Mình đặt hàng đơn hàng 12.500.000 luôn. Chuyển khoản 100%. Chuyển khoản 100% nó luôn. Tại vì nó bắt phải chuyển khoản nó mới gửi hàng. Đấy, mình sẵn sàng mình chuyển luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì cái kho của nó hàng tỷ rồi thì nó cái đụ mẹ nó chẳng nhẽ nó lại lừa mình 12 triệu rưỡi này sao? Đấy. Đúng không ạ? Mình phải có cái đầu. Làm cái gì làm thôi. Mình phải suy nghĩ chứ. Đâu có phải là bây giờ cái hàng này nó không phải là quần áo, đúng không anh em? Đâu phải là cứ mắt thấy tai nghe thì mới mua. Đúng không? Đôi khi nó cũng phải cọc kèo. Vì sao phải cọc ạ? Khổ cái thằng là như này, thế hàng gửi về anh em có nhận đâu, hàng gửi về anh em có nhận đâu mà chả phải cọc, đúng không ạ? Hàng gửi về có nhận đâu, mẹ không cọc thì gì ấy à? Không cọc thì bao nhiêu tiền cho lại? Đấy, còn vì sao không được kiểm hàng thì nói thẳng anh em này. Cái hàng này tôi gửi chuyển phát vào Thăng Lam, bây giờ anh em mà bóc ra anh em kiểm cái tôi mất luôn đồ gửi. Đấy, anh em nào hiểu, anh em nào người có đầu óc, anh em hiểu. Nói vậy là hiểu. Cái hàng này một trong những cái hàng cấm, không nhận vận chuyển. Nên là tại vì sao tôi vẫn lọt được hàng vào? Thì tôi phải cho người ta tiền, cho người ta 10% trên tổng đơn hàng. Thế là mình nhận hàng của tôi đấy. Đấy, không phải gì đâu. Còn người ngoài này, người ngoài Bắc ấy, người ta nhận tiền của tôi, đúng không ạ? Nhưng mà người trong Lam người ta đâu có được ăn nghìn nào của tôi đâu. Tôi gửi vào, đi nào mày gửi hàng cấm đúng không? Bố khóa tài khoản mày luôn. Đấy, nói thế anh em tự hiểu. Đấy, anh em, mình đã có các cái video mình đăng lên rồi chứ không phải không về cái vấn đề này rồi. Đấy, còn mua bán phải biết về nhau. Cái thứ nhất là biết về cái hàng hóa này là nó như nào. Đấy, biết về người bán nó như nào. Đấy, chứ đừng có cái suy nghĩ rằng một cái điều ấy là gửi về đây, nhận hàng kiểm tra tính toán, thế là xong, trả tiền, thế là xong. Đấy ấy, nó chỉ là những cái hàng hóa bình thường, hàng hóa chính ngạch. Còn đây, hàng phi pháp nha anh em nhá. Đấy, còn tôi nói thẳng anh em nhá,
tôi thách ông nào ấy cầm một cái này ra bất kỳ một cái chuyển phát nào ấy mà nó nhận hàng ấy, tôi đố luôn đấy, tôi đố ông nào làm được luôn đấy. Kể cả cho người ta tiền, người ta chưa chắc người ta đã nhận. Tại vì sao ạ? Tại vì anh em gửi được có lần, ừ, cứ cho anh em cho nó được 500 đi, đúng không ạ? Nhưng mà anh em gửi lần, nó nhận làm cái gì? Tại tại vì sao tôi lại đánh vào cái lòng tham của người ta? 10% 10% ấy, trên tổng đơn hàng ấy, tuy nó không to bằng cái 500.000, anh em cho nó, ví dụ đây, anh em gửi một cây này, anh em cho nó, cho bên vận chuyển này 500.000, đúng không? Nhưng tôi chỉ mất 10% của người ta thôi, nhưng mà người ta vẫn nhận hàng của tôi, nhưng mà người ta không mời người ta nhận hàng của anh em. Đấy, tôi nói thẳng anh em một cái điều như vậy luôn. Tại vì sao? Tôi nói thêm nhá, cái này 10% của cái này nó chỉ rơi vào cỡ khoảng 200 đến 203 thôi. Tại vì anh em sau khi anh em trừ cọc của tôi đi rồi, có khi chỉ cây này chỉ còn 2 triệu hoặc là 2 triệu 3 thôi. Đấy, vì sao mà người ta vẫn cứ nhận hàng của tôi mà anh em có đưa 500 người ta cũng không mời người ta nhận? Tại vì ngày nào tôi cũng gửi hàng cho người ta, ngày nào người ta ăn được cái tiền đấy, anh em hiểu không? Nó đều việc đấy. Chứ còn bảo nhá, mẹ mang cái này ra đấy mà gửi nhá, không bao giờ người ta nhận, còn cho người ta 500.000 hay gì nhá, người ta cũng không nhận luôn. Nói thẳng anh em một cái điều như vậy luôn. Đấy, người ta cũng không thèm nhận của anh em luôn. Đấy, tại vì người ta đâu biết anh em là ai, đúng không ạ? Còn tôi ấy, cái bản mặt tôi ra đấy thì nó uy tín lắm, anh em hiểu không? Ra người ta chào. Đấy, nói thế thôi nha anh em nhá. Đấy, anh em mà biết thì biết. Đấy, anh em hiểu được thì hiểu. Đấy, còn mua được ở bên tôi thì mua, mà không mua thì cũng phải mua. Đấy, được thì thôi, anh em thuận mua vừa bán thôi. Đấy, anh em thiện chí đến với cả nhau được thì đến, mà không đến được với cả nhau thì thôi, đừng có lôi bố mẹ tôi ra chửi em cái gì cả. Đấy, còn chừng nào tôi lừa anh em nhìn nào thì anh em lôi ra, anh em chửi bố mẹ tôi. Đấy, nha anh em nhá. Rồi, chào tất cả anh em.